đây chị thấy khách ở đây cũng cái gì nhỉ? Đặt chiếu phim, đặt chiếu phim. À đặt chiếu phim. Đây. cái này mà giờ thành bãi biển của này thì thôi ha. công nhận cái ở đây không biết biển là gì luôn. Sang, cái này có phải tòa nhà Quốc hội không? Không, đó là tòa nhà Quốc hội ở đằng sau. Đây là Slot Plat, bên trong cũng chỉ có những cái cửa hàng với cả media mark rồi. À là trung tâm xuất viên thôi hả? Ngày xưa thì nó là một cái slot bình thường cũng có hội nghị trong đó, nhưng bây giờ ở bên trong chỉ là để mua sắm shopping. Mấy chị em đang ngồi chờ chị Tuyết với anh trợ lý với bạn chị Tuyết vô mua trà sữa. Hai đứa này làm biết vượt đèo vượt suối tới nơi này cho nó mới dễ. Thiệt đó chứ, đâu dễ. Kiểu giống như bay chuyến thì nó bình thường hả? Dạ. Mà bay mà kiểu phải chuyển này kia tốn cũng gần ngày chứ đâu ít. Ngày ăn uống, dạ. Giờ 3 giờ sáng. Chị rẻ hơn trên Naui thì như cái này cỡ 60 đồng. 60 đồng, ở trên Naui 80. Trên Naui 80, và em nhớ 80-85 gì á. Dạ. Đây thứ gì cũng phải rẻ Naui chứ. Ừ đúng. Mà cái này ly lớn ly nhỏ vậy em? Ly nhỏ vậy. Ly lớn sao vậy nè. Cái này ly ờ. Cái này em lấy ly lại. Đây, chị Tiết. Vô lấy túi đi, lấy cái quà đi. À. Đây, ai cũng uống taro, có mình tôi uống cái thứ gì đây không biết. À, bây giờ mình sẽ đi qua công viên. Xe tài trợ tà sữa. Đấy là cái bánh mà chân của vùng miền Tây, vùng Bayern và vùng Baden của tỉnh Đen này. Ừ. Là present. Cái đó. Đây là bánh mì là đặc trưng ở miền Tây của nước Đức, đặc biệt ở cái vùng Baden-Württemberg và vùng Bayern. Tên tiếng Đức là Laugenpfannkuchen. Còn tên tiếng Việt thì mình cũng chả biết nó là gì cả. Bánh gì? Bánh present. Tiếng Việt á. Gọi là sao? Nó có mấy cái nó lỗ không biết. Trong tiếng Việt thì thật sự nó không có tên, nhưng tại nó thì... mình đâu có bánh này đâu. Trong tiếng Việt nó là bánh mì. Đúng rồi. Tiếng Việt nó là bánh mì. Bánh mì. Có cái này thì đặc trưng là ở phía trên này là cái dạng mà nước muối á. Nó khi mà mình làm bánh cái thai lần xong rồi cái nước muối họ sẽ quết lên phía trên xong rồi mình cho vào nướng. Rồi tiếp đó thì vẫn có những cái hạt muối to ở phía trên. Ăn bình thường thì cũng khá là ngon, nếu mà ăn lần giống như người Việt hoặc là người châu Á mình mới sang lần đầu tiên ăn ý, thì sẽ không quen bởi vì nó khá là mặn. Chị đó, giống như chị toàn phải gỡ cái muối đó ra. Đúng xong rồi ăn thôi. Bây giờ, chứ bây giờ đến bây giờ em cũng toàn gỡ muối bởi vì nó mặn quá phải không? Cái này là... không, thật ra thì nó không có gì cả. Đầu tiên thì nó không có gì cả, mình có thể là ăn như này không. Nhưng mà khi mà mình ăn kèm với butter, tức là tiếng Việt là bơ ấy, ăn kèm với bơ ấy, thì nó sẽ đỡ mặn hơn và ngon hơn. Nó ngon hơn, mùi vị hơn. Đúng rồi, và nó béo, nó ngậy hơn. Kèm theo nó như nào này. Nói chung là đối với cho người Việt hay là người Tây thì họ đều thích ăn cái bánh này với bơ hơn là ăn không. Còn bình thường ý, và cái bánh này thì nó rất tiện một cái. Không biết mọi người sao nhưng mà ở bên này thì mỗi lần mình đi đâu mà cảm giác như kiểu không có thời gian, cũng không có chuẩn bị đồ mang ý, thì đem cái này là tiện. Vào quán bánh mì mua một cái present. Nó có giá khoảng tầm ấy, tùy cái và tùy chỗ ấy, nhưng nó có giá khoảng tầm từ 65 cent cho đến 1 đồng 3. Một cái bánh này có nhiều size không hay là một size này? Ở Stuttgart này thì chỉ có một size, nhưng mà ở cái chỗ em sống ấy là thành phố Phía Bắc, mà có một cái tiệm thì nó có 3 size. Thật ra là có 4 size, size bình thường, size nhỏ nhỏ cho con nít, size
size cỡ vừa và size cỡ lớn. Và em thường là em thích ăn size cỡ lớn. Bởi vì nó có nhiều hơn. Thật ra là cái nút thắt này, cái chỗ này nó phải giòn. Nhưng mà nó cũng không được phép quá khô. Còn cái này, thật ra cái bánh này nó cũng chưa hẳn là đẹp tiêu chuẩn. Bởi vì cái form của nó là nó ở đây nó bé, nó thắt bé, nó giòn nhưng không được phép khô. Và ở đây là sẽ có một cái bụng phình to. Chứ không vậy phải là cái này là chưa nó... khéo. Chưa phần. Nhưng mà nói chung ý thì cái vị nó gần gần giống nhau. Và đi đâu ở đây ý, mình bất cứ tham gia một cái hội nghị nào hay là một cái tiệc nào ấy thì của người Đức thì người ta cũng thường chuẩn bị cái bánh Presen này. Bởi vì thứ nhất nó cũng là đặc trưng ở vùng, và thứ hai nữa là nó rất là tiện và ai ai cũng ăn được. Đấy. Như sinh nhật ở team chị á là mấy người cũng mua cái bánh này lên. Bởi vì nó tiện mà. Nên là cái cuộc việc nào hỏi người kiểu, nào đều kiểu dễ kiếm và ai cũng ăn được. Cái số cái món người ta ăn được á. Cái bánh này do là ai cũng ăn được hết. Đúng rồi, chỉ ra này có cái này. Còn cái này thì nó cũng giống nó cũng giống cái form, nó cũng giống cái kiểu làm chai, thì giống như cái bánh Presen ý. Nhưng nó chỉ là khác. Nó chỉ khác cái form. Xem chào cho mình ăn luôn thử đi. Xin chào. Này xin chào Việt Nam, có nick đấy nè. Anh cho thử đi. Cái nào? Tôi nghĩ từ từ xíu đó chị. Cái bánh này thì về phần cái này có bánh ý, về cái thứ hai gọi như là cái gì nhỉ, cái bột đó. Thì nó gần như cái Presen, nhưng mà cái thời gian nướng nó khác nhau, lại tạo ra cái form khác nhau. Ngày xưa thì cũng nó chỉ là bình thường, chỉ là cái thai cái bột như cái vậy bột rồi. Giống như nhau thôi. Nhưng bây giờ là theo xu thế mọi người thích ăn có hạt, nên là bây giờ sẽ thường có thêm những cái là giống như kiểu hạt bí ngô này, hạt đà mè hoặc là hạt hướng dương phủ lên trên, ăn nó sẽ ngon hơn. Hoặc là mix vô nữa. Có cái loại mix vô không? Đúng rồi, có. Nhưng mà cho chị hỏi là em có thấy người ở vùng này người ta ăn mặn hơn mình không? Ăn mặn hơn nhiều. Tại chị đi căng tin ở công ty á, thấy người ta ăn hơi bị mặn hơn so với chị ăn bình thường. Nói chung ý, hầu hết ở người Đức này thì em thấy ở vùng nào của nước Đức hơi mặn, cái việc họ ăn mặn hơn người châu Á mình rất là nhiều. Đúng không? Trong các món ăn ý thì đều mặn hơn. Nhưng mà em cũng có, hay em không thì biết, em chưa biết chứ mà ăn được. Cũng có thể là do biết mà ăn được cái việc mà họ đi bán hàng bên ngoài ấy, có thể là mặn hơn thì khách hàng sẽ phải mua thêm nước. Đấy cũng là một cái chiến lược marketing. Nhưng mà ở trong nhà ấy thì giờ của họ là nước cũng mặn hơn là nước sốt. Giờ là gì? Nước sốt. Nước sốt đi kèm các món ăn họ cũng mặn hơn so với người Việt mình. Mặc dù người Việt mình hay ăn chấm với nước. Đúng. Mặc dù là mình hay ăn chấm nhưng mà cái vị nước sốt của mình ấy nó không có mặn như ở đây hả? Giống như ở Đức. Đấy. Sao chị? Ngon Việt rồi. Ngon không? Chị thích. Ngon như nào? Hơi mặn không? Hơi mặn nhưng mà ăn nó có vẹt cái bơ chính giữa em, nó béo. Nhiều có cái miếng chỗ nào mà ăn có bơ vô là béo, ngon. Béo, giòn, độ giòn, thơm. Nhưng mà chị thấy thích đó. Thế là phải mua về rồi. Bên đây là London Park, là tòa nhà hội nghị. Tòa nhà quốc hội. Tòa nhà quốc hội giống như là họp hành gì của các cấp cao ở trong đó. Còn bên kia là cái slot, chính xác hơn này, đằng sau này lâu đài. Trước này là cái lâu đài slot mà ngày trước là König của Baden-Württemberg ở đó, König của cái vùng này đấy. Nhà vua ở cái vùng này là sống trong cái tòa nhà đó, lâu đài đấy. Và nhà vua ở đó hả? Ngày xưa. Còn kinh toàn bây giờ là Đức hết vua cái... hả? Nhưng mà cái người cái gia tộc này vẫn còn sống. Bây giờ họ đang mua lại những cái nhà, cái vùng đất mà ngày xưa của gia đình họ, họ muốn mua hết lại mà cái chính quyền ở đây giờ họ giống như là họ cản trở, không cho mua. Tại vì nó rất chi là đất đỏ mà lại còn là thuộc của sở hữu của quốc gia nữa. Là sáng dưới hầm là, dưới đây này dưới tất cả đây là hầm là có đường không có chỗ nào trống như xe Philip, giống như mình ở xe Philip thì điện đường nó chạy dưới đây nè, chứ nó không có đỡ trống dưới đây sao mình ở trên ở dưới có nữa chỗ slope lát cái chỗ vừa lấy cũng thế.
ít nhất là chị cũng phải cao tầm nghe để có thể nhìn có thể bất cứ như thế. Nhưng mà cái là hôm nay là còn dư là muộn thức ăn không nha. Dạ. Đúng như ở bên tôi đang ngâm. Ờ, chợ cá này sẽ có nhiều ẩm thực. Dưa đang ngâm mùi muối. Ờ. Xông khói hả anh? Ờ. Chị hay quá ha. Lần đầu tiên tôi thấy luôn á. Anh cũng lần đầu tiên thấy. Nè. Cái đi ngon nè. Cái đi chị ăn chị thích nè. Không, cái loại này đi em không ăn được. Vậy hả? Cái này chị để em sợ. Cái này là chị cứ đào mặt phải ăn được cái này. Cái này là chị thích nè. Ở trên óc dê cũng thế. À, nhưng mà em không ăn được cái loại này. Tại sao em không ăn được? Tại vì nó giống như nó nghĩ em nghĩ nó sống hả? Đúng rồi. Nó sống, nghĩ là sống với cả nó tanh á. À, tanh hả? Em không ăn được. Đúng rồi. Em cứ gì cũng được. Em chỉ ăn bắt phít thôi. Cá rán chiên hôm nay. Nhà quê lên phố. Em mình đi ra mình thấy người lớn tuổi không vậy? Dạ, tại trẻ ta đi làm hết rồi chị. Vậy có mình không nghề không ngỗng đi. Gia vị hả chị? Trà gia vị hả? Nồi đó bắt lương nè. Cái nồi đó bắt lương đó. À đây hả? Ừ, lương sông không có lương biển. Lương sông để không? Dạ. Lương biển không có từ cái nồi đây. Lương sông luôn. Lương sông á. Lo chưa? Dạ. Cái món lương mình đi ngon lắm á. 100 gram hồi đồng. Một lạng là 200.000. 25.000. Một lạng là 200.000. Dạ. Con lương rất mắc mà, con lương ở đâu cũng mắc à. Giống kẹo bông phải không anh? Đúng rồi, đấy là kẹo bông nha. Ờ. Đường á. Chị cái kẹo bông đó em thấy cho em chưa giờ ăn luôn. Thôi. Đường ngọt. Dạ. Em không có thích đường ngọt. Dạ. Em không có thích đường ngọt. Ta đây luôn hả? Ok. Dạ, luôn đồng hồ. Chà, đây này. Đây là ra sau này. À. Nhiều cái đường kia kìa. Đấy đúng rồi. 12 giờ. Đây là nhạc 12 giờ là những cái chuông đấy họ sẽ đánh lên những bản nhạc này. Đây là ở Rats House. Là tòa nhà. Một hàng chuông đây luôn. Thì tòa nhà thì chính à. Thì chính. Cứ gần Rats House thôi nhưng chẳng biết là không công viên. Mình đi gần đến đấy chị. Cái chính xác hơn là chỗ này là ngày xưa là cái chợ của Stuttgart và bây giờ ở bên trong thì họ vẫn có bán đồ bán hàng bán đồ ở trong đó nhưng mà ít hơn nhiều. Nhưng mà vẫn có những cái món giống như là kiểu mắc ở chợ ấy người ta bán trong đấy và cũng có những quán ăn quán này với cả quán trên kia cũng là hai cái nhà hàng mà đặc trưng gồm Schwäbisch là một món ăn gồm Schwäbisch ở đây. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn trưa. Trưa nay Sang sẽ cho mấy chị em ăn gì? Ăn món Schwäbisch là món đặc trưng của cái vùng này. Của vùng. Ở đây là Stuttgart cũng thuộc dạng là dân Schwäbisch, họ là tiếng địa phương ấy. Thế là nói chung là mình sẽ ăn những món địa phương ở đây. Em có nói được tiếng Schwäbisch không? Schwäbisch. Schwäbisch. Nói được chút chút hả? Chút chút, chỉ một tí thôi. Cũng giống tại vì em cũng được học được rất là nhiều của các cụ, các bà, các ông ở viện. Nhưng mà ở chỗ làm là người ta ý là đồng nghiệp của em thì người ta nói tiếng Đức bình thường thôi đúng không? Đúng rồi, ở đồng nghiệp thì họ nói Hochdeutsch là tiếng Đức. Còn các cụ thì nói chung là người già thì họ sẽ nói tiếng Schwäbisch đó. Và bây giờ kể cả bây giờ ở đây là giới trẻ ở đây họ toàn nói là Hochdeutsch, nói tiếng Đức phổ thông chứ không nói tiếng dialect, tiếng địa phương. Đấy. Đây tụi mình sang ở đây. Hôm nay sẽ ăn đây gọi chung là quán đặc trưng vùng Schwäbisch đây. Nói chung trong tất cả mấy cái quán mà có những cái món ăn đặc trưng vùng này thì đây là quán mà okay em nhất. Thích nhất. Em thích nhất. Em thích nhất. Ok. Bên kia. Ocean Willy. Vô đây. Ocean Willy có màu đỏ bên kia kìa. Tên ở đây. Tên ở đây nhưng mà lại tiệm ở kia hả? Tiệm từ đây đi vào trong và vòng sang bên kia.
Your school first. Mấy chị em đang ở cánh đồng hoa hướng dương gần bên chùa, rất là đẹp luôn, rực rỡ luôn. Và bây giờ làm mấy kiểu ảnh rồi mình lại đi tiếp. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn. Địa điểm cuối cùng của mấy chị em trong ngày hôm nay là thành phố Tübingen. Đây là một thành phố được xây dựng quanh khu phố cổ được bảo tồn gần như là hoàn hảo, với những con hẻm rải sỏi, với những ngôi nhà gỗ cổ nhiều màu sắc. Rau lan á. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các thành phố ở Đức đều bị tàn phá, thì chỉ có một quả bom dội xuống Tübingen, cho nên khu phố cổ của Tübingen được bảo tồn khá là hoàn hảo. Sông Neckar chảy qua trung tâm thành phố tạo thành một cái cù lao nhỏ. Nơi đây mùa xuân thì nở đầy hoa và vàng rực vào mùa thu. Thành phố Tübingen đẹp như là một trong truyện cổ tích. Và trong số 90.000 dân ở đây thì có tới hơn 27.000 người là sinh viên Đại học Tübingen, một cái trường đại học cũng rất là nổi tiếng ở Đức. Video của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!